Trong 9 tháng đầu năm 2018, hệ thống lưới điện của miền Bắc đã chịu ảnh hưởng trước những diễn biến bất lợi của thời tiết. Các cơn bão lớn cùng mưa lớn đã gây sạt lở, làm thiệt hại nặng nề lưới điện 110 kV, lưới điện trung thế, hạ thế. Tuy nhiên, với sự chủ động ứng phó với thiên tai của ngành điện, việc cung ứng điện được đảm bảo ổn định, phục vụ tốt sản xuất, sinh hoạt các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2018 cả khu vực phía Bắc đạt gần 47.900 triệu kWh, tăng 12,65%, tỷ lệ tổn thất điện năng ước đạt 5,37%, giảm 0,76% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 9 tháng có 42 dự án được hoàn thành, đóng điện 58 dự án 110 kV. Trong những tháng cuối năm 2018, EVN NPC tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với sản lượng điện thương phẩm đạt 63,9 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng của cả năm 2018 tối đa là 5,5%.